Chào mọi người nhé, thì hiện tại mình lại vừa hỗ trợ kỹ thuật thành công một sản phẩm ở vang số lưới A8T15. Và với cái sản phẩm này thì khi mình nhận hỗ trợ cho khách hàng thì gặp phải cái hiện tượng như sau. Đó là vang bật lên loát một lúc đến hình như là một dãy số 07 hoặc 08, và chờ khoảng tầm một vài giây thì vang sẽ nhảy sang báo cái số 09 ở trên cái màn hình này. Nôm na là báo lỗi 09. Thì đây vẫn là thuộc dòng vang của Shiso T68 mọi người nhá. Đó là con nó vẫn là con T68 thôi. Còn về cái tên thương hiệu này sẽ tùy theo từng đơn vị nhập khẩu và phân phối trong nước thì anh em họ đặt tên in như thế nào thì đó là tùy họ. Đó. Đây. Vẫn cái mên mạch như vậy thôi. Còn hệ thống IC xử lý tín hiệu. Đó. Đi đúc T68. Đã xử lý thành công. D1D156. Cái máy tính đây. Phần mềm đã mở trên kia nhá, vẫn chạy bản V24.01 của T68 bãi và mới thôi. Cảm ơn. Đó, đã nhận phần mềm. Thì trên cái dòng này cái bệnh những cái bệnh đặc trưng. Bệnh cái fan mà về báo mã lỗi ấy, thì đặc trưng sẽ là lỗi 09. Đó, thì lỗi 09 có nhiều nguyên nhân, có thể là do lỗi người dùng hoặc là do lỗi kỹ thuật của sản phẩm. Cái này nó tùy theo từng cái trường hợp. Còn đâu là những cái lỗi về tín hiệu như là sôi, nổ, tiếng, mất tiếng, nổ đách đách, đó thì mọi người thì hoàn toàn có thể cứu được mọi người nhé. Bên mạch trong khi sửa tín hiệu chữa đều vệ sinh sạch đẹp, khôi phục lại về cái trạng thái zin bản. Nhìn cảm quan qua thì về những cái dòng của Shiso thì nếu mà những ai mà chúng ta không hiểu về kỹ thuật thì có thể đánh giá là dòng vang này chất lượng kém. Ở bên mà chả có gì cả. Nhưng mà về cái các cái linh kiện mà dùng trong cái dòng này thì mình đánh giá rất là cao, vì đều là những cái linh kiện xịn đến từ những cái thương hiệu rất là tốt của PCM, của Texas, Analog Device của Mỹ. Mọi thông tin chi tiết về sửa cái bệnh báo mã lỗi 09 trên cái dòng vang LX Ascaltic D5 đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên. Cảm ơn mọi người đã xem video.